là trong cái sự nghiệp ca hát Vương 25 năm qua thì fitting đồ đạc nha. Chúng ba muốn làm là cùng chưa bao giờ, nhưng lần này rất quan trọng, rất nghiêm trọng luôn. Fitting cả dancer, make up mình đẹp ghê không? Hawaii, trời ơi đó. Nhật Bản, Hồng Kông. Hồng Kông là hơi Lào xíu thôi. Cái gì vậy bà nội? Đó thì thử đồ tại nhà không gian thời trang của anh Tuấn Trần. Rinh luôn cả make up Hồ Khanh tới đây nữa. Thử đồ, cái nào chậm trọng vừa không vừa là trời từ một tí từ một chỉnh sửa là hết luôn, nó sẽ còn tuyệt đối luôn, là phải ra quân và phải chiến thắng. Đẹp, đẹp. Mà có những cái bộ đồ mà Tuấn Trần may rồi cho dancer rồi nha, dẹp hết, may lại, không biết thân đi lựa vải luôn. Và một số những cái hình ảnh hoa văn của ngày xưa rất là hiểu, có kiến thức đó may mắn, không biết được cái nào nó là sư đó, và anh chọn lại hết. Tuấn cũng ngoan dễ thương, anh muốn gì được đó hết, làm là chiều hết. Giống như kiểu dancer. Damn, it's me. Hiểu quá, hiếu lo cho mẹ cha rồi. Thật sự, đăng gì thôi chứ cha mẹ lo em. Biết tóc thử luôn vậy đó. Anh thích cái bây giờ để cái tóc này mình chỉ đang nhận nhớ không? Xinh. Trang phục biểu diễn của Đặng Minh Hưng trong vòng 10 năm nay là Tuấn Trần lo hơn chứ hả? Hơn là đó là đẹp quá em ha. Đồ số đồ nhưng cái này là đích thân tôi đi lựa giải từng một giải nha. Giải mắt trời thần đã được sát đàng hoàng luôn á. Một mình tôi ra chợ Bến Thành đi cùng với trợ lý lựa từng mảnh vải một. 6 đứa dancer thì lựa 12 áo. Giải nào vậy chứ? Đồ diễn bây giờ lên tới con số 12 bộ rồi. Những lúc lén tranh thủ gian tấu chạy vô thay đồ không, không. Lúc mà như với ông Phát ra nói tâm sự đừng có lộ đó, mình cũng lưỡi vô anh 2-3 bộ cho em một thôi à, không kịp. Chất liệu xịn ghê, mua cái kê tê, tôi tông được rồi. Thật sự luôn, hồi nãy người anh tôi bước vô nói trời, anh mua giải vừa sát là bé, thật sự luôn, đồ vừa sát là mét rồi, tới tôi vậy nè. Ra như con lỡ không? Dạ, Tuấn Trần ơi. Lúc mày lại. Hồi xưa là gì? Hồi xưa là xịt két, xịt gân, đó, trắng nè. Hồi xưa người ta mặc có nhăn gì không anh? Có, thật sự. Xưa người ta mặc toàn áo dài bằng kê tê đúng không? Kê tê đó. Cái em mua lụa hồi nãy nhiều tao tầm hả? Cái sao mà là cà tê đó. Mấy chị đó sao mà không nhăn nữa nghe coi. Cái gì cả? Nhăn mà. Có nhăn không? Nhăn quẹo luôn. Là không có nhăn. Sao cái đi không có nhăn. Mà không có nhăn. Lúc nhăn không có chụp hình em ơi. Rồi mai mốt tôi thay đồ sẵn rồi tôi đứng nín thở đợi hay gì. Đúng rồi. Chú coi lại anh đi. Thật sự. Hồi nãy bận gáo dài đó nhăn nha tụi bay. Cái này nó nhăn là đúng rồi. Nhưng mà gáo dài này là để mấy hôm. Cái này là không có nhăn. Đâu này đổi lớp rồi mà không. Không có gì vậy? Không đổi gì tao đổi. Lấy chưa? Lấy chưa? Lấy chưa? Đâu chỉ là đổi hoa nữa nè. Hoa dạ. Giống kiểu hồi xưa. Đâu? Quá chưa? Thử xong. Dạ. Cái này là thấy đứng á, không có ngồi đâu, ngồi thì nhăn đồ đó. Thank you.
Chân vào trong một cái móc á, móc áo á. Ôi, nửa đêm 1-2 giờ đêm sáng lo soạn đồ để ngày hôm nay fitting nè. Lúc bước qua cái chân mình cái va vô, trời ơi, u thấy táo một chỗ nội luôn vậy đó trời. Cái chân sắt của cái kẹp treo đồ đó, mình cứ đi mình đã né lắm rồi, mà cái dòng mà càng né nó càng hay bị sao, nhưng cái chân bị thương á. Giờ Tấn Phát xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của live show Ngày Em Thắp Sao Trời. Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở. Lúc mà được nhận lời mời từ anh Đàm cũng như là ekip của anh thì cũng nghi ngờ nhân sinh quan chút xíu. Tại sao một live show ca nhạc của anh Đàm thì đa số thì khách mời sẽ là ca sĩ thôi. Với lại anh có vũ đoàn, ekip đầy đủ ê hề hết rồi, thì tại sao lại lọt một diễn viên mà chuyên đóng hài như Phát nữa? Thì mình mới hỏi ngược lại, ủa em vô đó em làm gì anh? Em nghe nói là live show này là live show buồn, live show về bolero, thì mình vô nó có bị lọt ra không? Thì sau khi được làm việc với lại ekip thì Phát biết là Phát sẽ được đóng chung với lại một người chị, đó chính là chị Khả Như, chị mèo mèo đó. Thì biết là hai chị em sẽ không có đóng hề. Hai chị em sẽ là một cặp tình nhân, một đôi tình nhân dẫn dắt một cái câu chuyện qua những cái bài hát đến từ giọng hát của anh Đàm. Thì cảm thấy là một phần nào đó tự nhiên áp lực nó quằn lên vai. Hai người sẽ cố gắng làm sao lột tả được hết, như là hỗ trợ một cái chất xúc tác để mà giúp cho những cái bài hát nó thêm ý nghĩa hơn, và cái phần dàn dựng nó đủ truyền tải cái thông điệp hơn đến với khán giả của live show. Thì làm việc với ekip thì thấy là hoành tráng quá thật sự. Anh Hưng anh chơi tất tay luôn, live show về nhạc bolero mà ảnh làm
sân khấu hoành tráng và hai đêm, một đêm ở thành phố Hồ Chí Minh và một đêm ở Hà Nội nữa, thì Phát thấy đây là một cơ hội rất là quý cho mình có dịp được đồng hành cùng anh, cùng với ekip của anh để mà gửi đến cho quý vị khán giả những điều tuyệt vời nhất. Anh hát lại luôn, sẽ quen. Hát vô kìa. Em mở nhạc luôn phải không? Now in the presence of a wow. You are now in the presence of a chị Như thì cũng có tuổi rồi. Chị em thì lần lượt rủ nhau mà già đi. Hai chị em thường xuyên đó là dùng cái cơ miệng của mình là đi đóng kịch, đi đóng phim, mà diễn hài thì nhiều, còn nhảy nhót thì thực sự rất là ít. Trước đây thì Phát cũng có từng tham gia một cái show đó là Gương Mặt Không Quen. Thì lúc đó là Phát có biết được để vừa diễn vừa nhảy vừa hát là nó mệt dữ lắm. Sau cái show đó là Phát thực sự đó là không bao giờ muốn nhảy nữa, tại nó quá mệt. Mình đi diễn hài tiết tấu cỡ nào nó cũng đỡ hơn, còn cái này nhảy là phải vừa nhớ bài với tổ hợp kết hợp với lại vũ đoàn nữa, mình mà trật nhịp một cái là ảnh hưởng đến tất cả một cái tổng thể luôn, cho nên cũng rất là lo. Nhưng mà được ekip, đặc biệt là anh Trần Vi Mỹ nè, đạo diễn nè, rồi với lại vũ đoàn thức nhảy và anh Hưng tận tay, đó là thị phạm cũng như là hỗ trợ cho mình nắng tay nắng chân từng bước nhảy luôn, thì cho nên là Phát cũng rất là tự tin, hy vọng là sẽ cố gắng hết mình để giúp cho tiết mục trọn vẹn và hay nhất. Clip này mà bóc phốt ảnh thì cũng kỳ. Gửi lời mời thì nói là cái này là cái live show của anh, thì anh Hưng anh làm show thì uy tín chất lượng rồi, thì mình đồng ý cái rụp luôn. Không hỏi gì về. Đâu có dám hỏi, đàn anh lớn trong nghề mà ảnh nhớ tới mình, ảnh mời mình là mình mừng chết rồi. Đâu có dám hỏi về chi phí này nọ đâu. Nói chung anh Hưng, anh em trong nhà thì ảnh làm gì là mình hỗ trợ hết mình. Tại vì Phát rất là quý anh Hưng ở chỗ, đó là anh lúc nào cũng nghĩ và lo cho em Út. Bất kỳ một cái hộp báo, một sản phẩm nào của đàn em là Phát thấy là anh Hưng đều cố gắng sắp xếp, mặc dù là ảnh rất là bận rộn nhưng mà ảnh đều sắp xếp có mặt và lúc nào trên tay cũng cầm một bó hoa. Nếu như ảnh không đến được, ảnh cũng rất là cảm thấy hối lỗi và ảnh gửi quà hoặc là gửi một lẵng hoa tới, thì mình cảm thấy wow, cái này là cái mà mình cần học hỏi những người anh của mình. Đó là một cái sự quan tâm đồng nghiệp và Phát, cho nên là Phát luôn nhủ với mình là anh Hưng ảnh làm được cái gì á thì mình sẽ cố gắng mình hỗ trợ, nếu mà ảnh làm gì mình sẽ cố gắng mình hỗ trợ hết sức mình trong khả năng, cho nên không có hỏi giá cả này nọ hết. Nhưng cái mà Phát bất ngờ nhất đó là live show về nhạc bolero mà lại nhảy rần rần, nhảy chấn động luôn. nhảy Phát tưởng đó là Phát với chị Khánh Như vô là một tà hai ba tà bốn, tại vì cái flow nhạc của bolero thì nó tàn rồi đứng chỉ trỏ, ôi kìa hoa kìa đẹp quá, ôi kìa con bướm, ôi kìa mặt trời này nọ thôi. Ai mà có về vô hai chị em nhảy chết lên cho sung luôn. Nhưng mà vui, sung. Lâu lâu hai chị em có một cái cơ hội để mà bung cái năng lượng của mình. Nắng gần, nắng khô, nắng cốt rồi.
giờ nó cũng rượu rã quá rồi. Và mọi người có yêu thương anh Đàm Vĩnh Hưng và yêu thương ekip của ảnh, thì trong đó có phần nhỏ của Võ Tấn Phát nữa, mọi người tới xem đi. Diễn viên Hề đóng chính kịch trên nền nhạc Bolero qua giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, nó chấn động dữ lắm mọi người ơi. Và chúng ta sẽ có hai buổi hẹn vào ngày 4 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh và 18 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội. Mọi người mua vé ê Hề giùm em nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người. Khánh Như xin chào quý vị khán giả, những vị khán giả đang mong chờ live show của anh Đàm Vĩnh Hưng Ngày Em Thắt Sao Trời. Cả phim điện ảnh hay là sân khấu thì đôi khi nó cũng sẽ có những cái kỹ năng mềm để mà cho khán giả có những cái thú vị á. Thì ở phim cũng có võ thuật, cũng có hành động. Thì với live show của anh Đàm Vĩnh Hưng thì lần này thì lại có đu dây. Thì thật ra nó so với xiếc thì nó vẫn rất là nhẹ nhàng, nhưng mà tuy nhiên nó cũng là một cái phần mà không thể có sai sót, nên thành ra mọi người cũng sẽ rất là kỹ để mà có được một cái phần diễn chỉnh chu nhất. Cái đó cái giả là dưới là mình gác bằng vai. Chứ phải cái này thì cái này giả hả? Ông nói với tôi á, cái nách này nè là giả, còn cái này là thiệt. Trời ơi, một nhất thật ra nếu như mà chưa quen á, thì nó sẽ hơi bị đau, là tại vì đu ở phía dưới thì dễ, nhưng mà khi mà lên trên không á, tất cả phải chịu lực cái sợi dây á, nên thành ra nó sẽ xiết. Những cái phần mà dây nó va chạm với thịt thì nó cũng hơi đau đau một chút, nhưng mà hình như là tập lần đầu á, thì nó có vẻ đau, nhưng mà đến lần thứ 3, thứ 5 thì nó cũng đau như vậy thôi, chứ không có khác gì hết. Chống Như sợ đồ cao chứ, Như sợ đồ cao lắm, nhưng mà không biết nữa, nhưng mà Như sợ đồ cao, nhưng mà hình như Như diễn cái gì cũng có trên cao hết á. Như nhớ những cái chương trình của Như gần đây cũng có selecting, Như cũng phải phóng trên cao, nhào lộn trên cao. Live show của anh Giang là ở bên Mỹ thì cũng đu dây từ trên trời xuống, từ trên nắp xuống, thì nó chỉ là đi xuống thôi, còn lần này là đi từ dưới lên. Thật ra cái cảm giác thì nó cũng y chang nhau, về cái độ cao nó cũng đáng sợ như nhau, chỉ là ở khi mà trong cái live show này thì buộc lòng Như phải tập thêm một cái là xoay nữa để mà nó đặc sắc hơn chút xíu, thì cái phần đó cũng phần Như phải làm quen, nên thành ra đây cũng là một cái trải nghiệm, nó không phải mới mẻ với Như, nhưng mà nó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị. Buộc lòng Như phải ăn uống đầy đủ, cũng phải trước khi tập cũng phải bổ sung đầy đủ năng lượng để mà có thể tập tốt này ạ. Anh Hưng chia sẻ là Như ơi, em có thể giúp anh trong live show của anh không, diễn minh họa thôi. Thì chị nghĩ là chắc mình đi radio mấy bài hát của anh, nhưng mà cho tới thời điểm này, cho tới cái giây phút mà Như ngồi đây, Như chưa thấy Như một giây phút nào yên ả cả. Ngày đầu tiên Như đi tập vũ đạo thì nhào lộn, mà qua ngày sau Như nằm bẹp luôn, là tại vì lâu rồi mình mới có những cái pha nhào lộn rồi tập nó thể lực nhiều như vậy mà với cái cường độ rất là cao. Cho tới bây giờ Như cũng vẫn chưa hết bỡ ngỡ với cái live show này. Như với Phát thì thật là may mắn khi mà hai chị em cũng có làm việc với nhau ở ngoài nhiều rồi, nên thành ra cũng khá là hợp gu, cũng hiểu ý nhau, và cũng cũng là những người mà rất là lầy lội để mà có thể lăn xả. Tại vì Như với Phát hồi nào giờ làm cái gì cũng vậy hết á, người ta đưa những cái đơn giản đâu có chịu làm đâu, phải làm những cái mà nó vượt bậc hơn một chút xíu để mà nó có những cái tốt nhất á. Nên Như với Phát cảm thấy là rất là thích khi mà hợp tác cùng với nhau. Thật sự là Như có bỏ một vài dự án để mà có thể theo được live show của anh Hưng. Tại vì giống mọi người cũng, những đồng nghiệp cũng biết là Như làm việc rất là dày lịch, nên khi mà Như đã nhận lời với anh Hưng á, Như biết là cái live show là nó giống như là một cái sự kiện đặc biệt của cuộc đời, một cái sự nghiệp của anh nữa, nên Như cũng muốn là góp một cái phần nào của mình về cái sự chỉnh chu. Nên thật sự là Như đã bỏ cũng khá nhiều chương trình để mà có thể tham gia cùng anh Hưng, với một cái lời hứa là mình đã tham gia thì mình phải làm với cái tốt nhất cho anh mà.
Khả Như rất là mong là quý vị khán giả sẽ ủng hộ anh Đàm Vĩnh Hưng với live show là Ngày Em Thấp Sao Trời. Đây là một live show mà Như nghĩ là cái sự chỉnh chu. Trước giờ mọi người khi mà theo dõi anh Đàm Vĩnh Hưng là biết là anh làm cái gì anh cũng sẽ hết mình, tận tâm, tỉ mỉ và rất là hoành tráng, đầu tư hoành tráng. Mong là mọi người sẽ ủng hộ live show này bởi vì có rất là nhiều cái mục đặc sắc, màn trình diễn thật sự là mãn nhãn dành cho mọi người.